tại khu vực suối Bà Lúa, đoạn chảy qua địa bàn phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình online cùng DNRTV vào trưa nay. Theo đó, đến 7 giờ sáng nay, thì lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân kẹt bên bờ suối cách hiện trường bị nước cuốn trôi khoảng 700 mét. Trung tá Đào Văn Phú, trưởng công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa xác định hai nạn nhân bị nước cuốn trôi là em Đỗ Xuân Kim và em Nguyễn Hoàng Minh Quân, đều 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông huyện Cụ Cảnh. Trước đó, vào khoảng 19 giờ tối qua, sau trận mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về suối Bà Lúa rất mạnh, làm ngập cả đường đi. Lúc này, hai em Kim và Quân cùng một người khác đi xe máy qua khu vực này đã bị nước cuốn xuống dòng suối. Tuy nhiên, một người sau khi bị cuốn trôi khoảng 100 mét đã bám được vào cành cây bên suối, leo lên bờ. Tối qua, lực lượng chức năng cũng đã tìm và vớt được hai xe máy của các nạn nhân bị nước cuốn trôi.